Wow, hay quá. Tiếp đi con. Ủa mà hát mà nhìn nhìn vô chữ đọc hát luôn á hả? Trời ơi hay vậy ta, mở sách ra đọc chữ hát luôn ta. Ai chịu đời nổi không? Ai chịu cho nổi? Rồi con chưa dựng em lên rồi con, rồi em làm khán giả đây nha. Mấy em ngồi nghe chị Chay hát nghe chưa? Ngồi lên. Không ngồi lên nữa hả? Rồi bắt đầu mấy em nghe chị Chay hát là nghe chưa? Ok. Mở mơ bé chú chơi 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 nhỏ mơ bé chú chơi bơ bé. Rồi mấy em vỗ tay lên. Rồi bây giờ hát bài kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Kìa con bướm à, chị à chị mở bé ta ki ok chè chè mà mơ chơi 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 mẹ chị sao chị mập hay chị. À một hai chị kêu cho chị ký té ra kìa, dựng chị đó đó, dựng lên con ngồi dậy coi em chơi. Tiếng gì vậy? Cái bài đó giống bài kìa con bướm vàng lắm á, hay là mày chỉ con hát bài kìa con bướm vàng nha. Ok. Ok, ngồi ghế xuống, lấy ghế, bắt ghế ra. Đúng rồi. Xe đôi cánh. Xe đôi cánh. Xe đôi cánh. Xe bướm bướm bay. Dòng bướm bướm bay hai ba dòng. Em ngồi xem. Chay chay ngồi xem. Hát bài khác hả? Hát gì? Hát bài gì? Một mi ta ki ô chơ chơ. Một mi ta ki gơ cô quê. Ở mê nghe ki chơ chơ quê. Ở mê ta ki chơ chơ quê. Mà cái bài đó bài gì vậy? Hát tiếng gì vậy? Mà mê ki chơ chơ quê. Hay quá, vỗ tay. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm. Cái bài đó dễ lắm con, cái bài đó có ba câu à. Con chỉ cần thuộc. Dữ ta gì dậm chân mạnh dữ vậy? Dậm đúng nhịp luôn chứ phải. Hay á nghe chay. Con dậm đúng nhịp á nghe chay. Bây giờ quên nào mệt quá hả? Trời hát chút xíu mệt rồi hả? Hả bữa giờ mày dạy con sao? Cái chân thì con dậm đúng nhịp nhưng mà cái tay con chưa dậm đúng nhịp nè. Hả? Trứng nè. À trứng nè hả? Con chưa dài, dài dài không được đâu. Ông biết à cái dài. Dài không được đâu à. Rồi giờ hát tiếp đi, hát tiếp cho em với cô chú nghe đi. Hát hay quá. Hát coi kìa con bướm vàng đi. Kìa con bướm vàng. Kìa nhỏ quê cho kìa khi ơn. Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh. À không không. Little Little Star. À Little Twinkle Twinkle Little Star. Ok. 1 2 3 go. Twinkle Twinkle Little. Không không ok. Chị ờ. Ừ. Trời ơi nay có cuốn sách hát quá trời luôn. Không sao. Để xuống hả? Nên mày con sách này sách gì mà thần kỳ dữ vậy? Trời ơi con sách này có hai người đứng đây thôi mà nãy giờ hát mấy bài luôn. Dữ ta. Không biết hát tiếng gì. Ồ trời té rồi. Đúng rồi đó, dậm chân vậy là đúng nhịp rồi đó. Tăng 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 tăng
Vậy nè, đúng rồi, vậy là được nè. Dậm chân đúng nhịp, hát hát mà dậm chân đúng nhịp là biết biết giữ nhịp nè, là mốt mới hát được nè. Có lý á nè. Con làm mẹ phấn khởi quá chị ơi. Chứ mà hát được mà hát vô nhịp sai là cũng không được luôn. Vô nhịp sớm cũng được mà vô nhịp trễ cũng không được luôn. Quá giỏi. Trời ơi. Ok. Rồi giờ con muốn làm gì? Nè, bây giờ là con nhịp bằng cái tay cũng được nè. Tăng 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 tăng. Đúng rồi, giỏi quá. Mai mốt mẹ cho chay đi học đàn piano nha. Dạ. Giỏi. Mai mốt chừng nào ta? Chỉ cỡ 4 5 tuổi đi ha. Dạ. Bỏ xuống nha. Ừ. Ừ. Bây giờ hát tiếp đi, hát tiếp đi. Wow. Bây giờ mẹ biết rồi, bây giờ ngày nào mẹ cũng hát. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng là mong mốt chay sẽ hát được bài đó. Chứ bây giờ chay thuộc cái giai điệu của bài đó rồi. Nhưng mà có kìa con bướm vàng sẽ mới cánh, sẽ mới cánh bướm bay bay dòng bướm bay bay rồi ngồi sao. Có 4 câu à. Cái bài đó có 4 câu. 4 câu à. Yeah. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. À không hát nữa hả? Xe đôi cánh bướm bướm bay hai ba dòng bướm bướm bay hai ba dòng nam em ngồi xem chê ngồi xem đó. Bài đó có 4 câu quá dễ luôn, bài đó còn học được á hả? Hết rồi hả? Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xe đôi cánh, xe đôi cánh, bướm bướm bay hai ba dòng, bướm bướm bay năm ba dòng, chay ngồi xem, mẹ ngồi xem. Không hát. Trời ơi trời, sao nó biết chuyển từ cái này qua cái kia trời. Không hát. Bướm bướm bay hai ba vòng. No. Chạy ta. Chạy là một mốt cho làm ca sĩ hát chế, hát nhạc chế có lý vậy nhỉ? No. Bài gì hát? Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bướm bướm bay hai ba vòng, bướm bướm bay hai ba vòng, em ngồi xem. Không hát được hả? Chay chay ngồi xem. À, ủa sao con kia mày hát đã vậy, con nói không? Muốn ngồi đâu? Thôi đừng. À, cô chú thấy bên đây chay hát dữ không? Này dữ tợn rồi chưa? Bây giờ mẹ hát miết cái bài chị con bướm vàng là từ sáng tới chiều mẹ hát qua 30 lần luôn. Hát chị tới chừng nào chay thuộc rồi thôi. Mốt là cô chú cho coi nè nha, chay thuộc là chay sẽ đứng lên chay hát, chay mốt là y như mẹ ngày xưa luôn á. Ngày xưa là mẹ chay là biết hát cái bản đầu tiên là bản thì thầm mùa xuân. Vào lúc đọc lớp mẫu giáo mà chưa biết chữ, chỉ nghe người ta hát trên đài radio thôi. Rồi là bắt đầu hát đi hát karaoke, hát y chang cái nhạc dạt vô đâu, khúc nào hát y chang. Cái gì? Ủa nãy giờ làm gì mệt? Mệt quá. Thôi mệt quá hả? Rồi ở đây nè. Kìa con bướm vàng. Không hát. Kìa con bướm. À không hát. Xong. Hả? Bi. Cái gì vậy? Cổng. À rớt con bé dưới hả? Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh. À đúng rồi, mày cần này nè. Mày cảm ơn chay nha. Bướm bướm bay hai ba vòng, bướm bướm bay hai ba vòng, chay ngồi xem, chay chay ngồi la.
Rồi mong mốt là bây giờ chay chưa tới 2 tuổi rưỡi. Mà nếu mà chay tới bằng mà 5 tuổi như mẹ là chay hát được mấy cái bài quá dữ luôn á chay nha. High five. High five cái coi. High five cái coi. Ba về rồi. Ba về rồi hả? Ba đâu về ba? Hả? What? JD, can you pick up the plate? Pick up the plate, please. Put it on the table. Put it on the table. That's the cup. Đây nè, con xả cái miếng nó ra, con cuốn cái miếng nó lại kìa. I love it when you call me. Cô chú có nói dạy cho chay mấy biểu với bạn mấy bản tiếng Việt. Gì đây? Cô chú dạy cho mà bữa giờ chưa có dịp. Con này nó họ than hay sao á, nó làm có chút xíu mà nó mệt quá. Trời này hướng hát gì vậy? Rồi. Than 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 cái mò mét mốt. Than mò mét mốt than 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 mò mét mốt đâu? Mò mét mốt đâu? Đưa mò mét mốt rồi. Mò mét mốt hả? Em chay chay của mẹ em ơi, sô-cô-la của mẹ em ơi, em Suzuki của mẹ em ơi, Barabum của mẹ em ơi. Còn mốt cái bài hát mà chay phải biết hát đầu tiên là bài em chay chay của mẹ em ơi. Nghe chưa? Con đó là cái con ếch đó con. Con gì á? Con nào? Con gì á? Con nào đâu? Có con nào đâu, chổng đâu. Con gì á? À con chim, con chim. Chạy quá. Giỏi quá, đúng rồi, mẹ cảm ơn nha. Chạy chạy cái mỏ mét mốt đâu chạy. Trời ơi. Trời ơi sao nó biết hay không, hình như nó cái miệng nó biết mà sao tại sao nó có cái mỏ mà nó biết hay trời. Hả? Con gì á? Con đó là con cá đó con. Nước cá. À nước, đúng rồi, con cá ở dưới nước, đúng rồi. Đúng rồi, giỏi. Maybe she asked me what this is. I say it's a fishy and she say oh, the fishy sleep in the water. Ah, good job. Yeah. It's a baby. She's frightened when she sees this. Yeah, huh? Baby, don't do it because on YouTube they gonna complain about this. Oh, okay. Yeah, I'm tired of that. They say she's such a sweet girl. Why are you treating her like that? Con gì á? Con nào đó con? Để mẹ coi coi. À, con khỉ. And your answer should be because of this is why she's a sweet girl. Oh yeah. Because that was a good one. High five. Giỏi quá. Giỏi quá. Mẹ giỏi quá. Mẹ giỏi hay chay giỏi? Mẹ giỏi. Mẹ giỏi hả? Mẹ có làm gì đâu mẹ giỏi. Đâu ờ đi cái mỏ mét mốt đây coi coi. Mỏ mét mốt đâu? Ừ, sao nó biết cái mỏ mét mốt là không hiểu luôn á nghe. Không biết cái mỏ mét mốt là nó biết cái miệng đưa ra luôn sao không hiểu luôn ta. Hay ta. Chay cái mỏ mét mốt đâu? Đưa mỏ mét mốt ra coi. Happy hả? Nè mày happy. Cái mẹ ghét cái xe này nè, cái xe này nó không có dính cô công chúa này vô đây. Nó cô công chúa bị té hoài à. Mẹ hép không được. Mẹ đang cầm một tay camera, một tay cầm hép là mẹ hép không có được. Con nè. Rồi, được rồi. Mẹ giỏi quá. Rồi con hát tiếp tục đi con. Không chịu không? Sao không chịu? Không chịu hát nữa hả? Không muốn nào. Không muốn nào. Ba ba làm sao? I love it when you call me señorita. What are you making, baby? Lasagna and a new toaster oven. This way. You like the new toaster oven? Yeah, I'm baking it just like it would be in the real oven. That's the smart oven.
hát đi chơi. Bơ bơ chơi bà. Mà bà chơi thì bà hay ghê ha, bơ bơ mà với sữa đặc không á, bà không chịu ăn, mà bơ với sữa với sầu riêng bà ăn bà nó ngon quá. Cô này bà không chịu ăn, thôi được bà không? Giống nhau chứ khác gì đâu, thơm mùi sầu riêng thôi chứ khác gì. Sao quay ra tới đó nó tối dữ trời. Wow. Ba 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 ba. Mở mét mốt đâu. Đó, cô chú thấy chay ho là cô chú sợ đó nha chay nha. Rồi, lý do sao không chịu? Cái này đâu phải để ngậm đâu. Con nói gì với Lucky vậy? It's cold. It's wet. Oh, you said it's cold outside, so Lucky don't go outside, right? It's outside to play that. Yeah. It was outside to play. Yeah, Lucky, you gotta put your shoes on when you go outside, Lucky. Right, JD? Right. Shoes. And what else? You gotta put your jacket on too. Nó nói Lucky á, nó ngồi nó nói Lucky là đừng có đi ra ngoài, ngoài lạnh lắm. Phải mang giày vô. Lucky, are you fit on JD's shoes? JD, Lucky need four shoes. Look how many legs. Nhìn coi Lucky có mấy cái chân. Bốn cái chân. Ê, dơ. Lucky có bốn cái chân mà con đưa có hai chiếc giày sau. Lucky mang dừa. Mang dừa. Không có dừa. Mang dừa. No, mình phải đi mua cho Lucky đôi giày khác chứ đôi giày đó của con, nghe chưa? Ê, đem cất đôi giày lại cho mẹ, lẹ lên. Lụm đôi giày cất lại cho mẹ chứ không có dục kiểu đó. Dạ mẹ. Rồi lụm đem lại vị trí cũ. Cái gì? Lý do sao không được? Gì đó? Tự nhiên lại đó làm chi? Ôi trời đất ơi, lấy cái cày. Đi lại lụm đôi giày. Cất về vị trí cũ, cái đôi giày hồi nãy không phải nằm chỗ đó, cái đôi giày nó nằm chỗ bằng kia. Đi lại lấy đôi giày bỏ lại vị trí cũ cho mẹ. Đúng rồi, giỏi quá. Quá giỏi luôn, mẹ nói là nghe liền, bỏ giày lại đi vị trí cũ lại lên. Mình lấy chỗ nào mình để lại chỗ đó chứ sao mình thấy luôn. À, trời đất ơi. Mệt quá. Tao hiểu nó làm vậy mà nó kêu mệt quá. Oh, that would make you so tired. Yeah. Dẫn mặt cái chay, chay nhìn thẳng, chay. Rồi bây giờ con trò chuyện với Lucky đi. Con nói Lucky sao? Nó kêu Lucky ơi, ngoài đó lạnh lắm, đừng đi ra nha. Don't pat Lucky in his butt. He doesn't like it. Only his head and neck. Pat your butt. Only his head and neck. My butt, teacher. Yeah. Nhẹ thôi. Đó. Let's see. Ai làm? Who did it? Yeah, it's a little scratch there. So don't touch him then. Đừng có đụng. Con lên làm gì vậy? Mà mẹ mở Vi à? Yeah. Sao tự nhiên? À mở Vi coi Sita hả? You wanna watch some Sita? Yes. Ôi đem đầu bấm lại cho ba đó, giỏi quá. I love it when you call me send me. Rồi để ba gãy lưng cho con kìa, gãy lưng cho ba. Wanna try? No. Đó, đã không? Here, watch. Scratch your back now. I just like. You want this one, the massager? À, đã chưa? Trời ơi, dở áo lên nữa, được không? Every you know what this side's for? Ooh, la la. Oh yeah, bad Lucky. Bad Lucky. Con nói Lucky sao ngoài trời lạnh lắm, đừng có đi ra ngoài sao? Con nói Lucky, it's really cold outside, so don't go outside.
You ready to do the splits? Do the splits. Oh, wow, chị. Cô chú coi chay bẹt háng nè. Xích chưa? Chị ta? Nó đang kêu bà nó đó. You don't want sita? What you want then? Bà nó đang bấm qua. Nó kêu xích qua. What you want? It's gonna be what you want. It's a commercial. Nói đàng hoàng. It's a commercial. Calm down. Rồi, phải cái này không? Còn phải con thích này không? Không hả? Vậy chọn bài nào? Ok, coi cái khác. Con muốn bài nào? You don't want? Which one you want? This one? Nói đàng hoàng. No. Cái nào? No, I don't want. I don't want kid. Ew. Okay, which one? Còn cái nào con kêu ba dừng lại đi, con nhìn con kêu ba dừng lại cái nào? Which one? You want Havana, Hunana? Havana, Hunana. What? Yeah. Oh, you want Havana, Hunana. Con muốn bài đó phải không? Không muốn Sita hả? Alright, we're gonna put on Havana, Hunana. Nó biết cái nào nó muốn ở nhà chứ không phải cho nó cái nào nó coi đó đâu. Con làm gì chay, làm gì đưa mặt làm gì? Chay lạnh. Chay lạnh hả? Dạ. Lạnh ở đâu? Ở đây, mở cửa. À, mở cửa lạnh đó hả? Is this what you wanted, right, Jamie? Đó, đúng cái này không? Con thích cái này phải không? Dạ. Ừ, rất là nghe đây. Ồ.